life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need is a better day. Yeah, all I need is a better day. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young one, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Các bạn, trước khi mình xào chua ngọt thì mình sẽ hấp sơ qua nha các bạn. Đây, 1 kg nó là 170 bạc, thì chi phí nó khoảng là 130 ngàn tiền Việt Nam á. Thì 1 kg mình đếm được 39 con đó các bạn. Các bạn thấy hấp dẫn không? Thì mình sẽ trần sơ qua, thì một chút nữa mình sẽ xào chua ngọt sao. Khi tuột dần xong thì mình sẽ đổ ra nha các bạn. Giờ mình rửa lại nha, cho nó sạch cái bột, cái ván này kia. Vậy là mình để cho ráo nước, thì bắt đầu mình đem vô mình xào nha. Đây, đã bắt đầu dần nha các bạn. Mình để vàng quá thì dễ hơn mình thêm nhé. Rồi, mình sẽ đổ người vô. Đến công đoạn này các bạn sẽ để lửa nhỏ nha, khoảng 5 phút thì các bạn nhắn nha. Thì gia vị nó sẽ thấm đều rồi. Xào đến khi mà càng cái nước sốt này nó sần sần vậy là được rồi nha các bạn. Đây, ok, thấm hết. Ở đây mình sẽ bữa nay mình không có dùng sốt mềm, mình dùng sốt chanh nha. Đó, cái màu nó vậy, nhưng mà đôi lúc mình sốt cao nó cũng ngon lắm các bạn. Ở đây thì mình sẽ tắm chấm tương xíu muối nha. Chè, yeah. Hộp dịch. Hôm nay mình đi mua chè mà không ngờ là bây giờ mình đổ ra nó có cái hộp dịch trong này nha các bạn. Đây gọi là chè hộp dịch đây. Thử miếng cái nào. Ngọt nha các bạn, có nước cốt dừa nha, có sữa tươi.